Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021, đoàn công tác Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang do bà Trần Thị Thanh Hương, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà Tết cho 30 hộ nghèo tiêu biểu xã Phú Thuận. Tiếp đoàn có ông Phạm Minh Tâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân Quyền Thội Sơn, ông Lê Hữu Nghị, phó bí thư thường trực huyện ủy, bà Nguyễn Thị Minh Kiều, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thội Sơn, cùng lãnh đạo hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam quyền thội sơn lãnh đạo đảng quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam xã phú thuận thay mặt đoàn công tác bà Trần Thị Thanh Hương, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sức khỏe hoàn cảnh gia đình của các hộ nghèo và tặng 30 phần quà cho 30 hộ nghèo tiêu biểu xã Phú Thuận. Mỗi phần trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, đoàn cũng đã trao tặng một phần quà của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang cho đảng bộ xã Phú Thuận vui xuân đón Tết Tân Sửu năm 2021 bà Trần Thị Thanh Hương, Quỹ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thay mặt đoàn gửi lời chúc đến Đảng bộ và nhân dân xã Phú Thuận hưởng một mùa xuân vui tươi, an lành, hạnh phúc. Động viên Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Thuận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã Phú Thuận năm 2021. Động viên các hộ nghèo tiếp tục chí thú làm ăn, nỗ lực dương lên trong cuộc sống.